ăn gì phòng ngừa đột quỵ là vấn đề được nhiều người quan tâm vì nguy cơ đột quỵ đang có xu hướng tăng cao và trẻ hóa tại Việt Nam. Nếu bạn cũng quan tâm tới chủ đề này, hãy cùng Diệp tìm hiểu các nhóm thực phẩm có thể hỗ trợ giúp phòng ngừa đột quỵ qua video ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề này hấp dẫn này thì hãy ở lại đây cùng Diệp đến cuối video, hoặc bạn cũng có thể để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể tương tác được với bạn nhé. Còn bây giờ hãy cùng Diệp tìm hiểu về thế nào gọi là đột quỵ. Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là một dạng tổn thương não xảy ra do dòng máu cung cấp cho não đột ngột bị giảm đáng kể hoặc bị gián đoạn hoàn toàn. Lúc này não sẽ bị thiếu oxy và dinh dưỡng nuôi các tế bào não, dẫn đến tình trạng tế bào não chết hàng loạt chỉ trong vài giây. Các hậu quả nghiêm trọng của đột quỵ có thể kể đến như bị tê liệt hoặc yếu một bên hoặc cả hai bên cơ thể, khó nuốt, khó cử động, gặp vấn đề về thị giác như là không tập trung nhìn được, có điểm mù, vấn đề với tầm nhìn ngoại vi, khó khăn trong giao tiếp, rối loạn cảm xúc, trầm cảm. Nghiêm trọng hơn, người bệnh đột quỵ sẽ dẫn đến tử vong hoặc sống thực vật nếu không điều trị một cách kịp thời. Trước kia, người ta thường nghĩ đột quỵ là không thể phòng tránh, nhưng với sự tiến bộ của y học đã chứng minh bệnh có thể được phòng ngừa, trong đó có ăn uống lành mạnh cũng giúp phần hạn chế nguy cơ đột quỵ. Người bị đột quỵ nên ăn gì? Bên cạnh việc bổ sung kiến thức về thực phẩm lành mạnh, ăn gì phòng ngừa đột quỵ tốt, chúng ta cần nên lưu ý về các loại thực phẩm và kiêng ăn khi bị đột quỵ hoặc giúp phòng chống đột quỵ. Theo đó, người bị đột quỵ nên hạn chế thịt đỏ, bơ, các thực phẩm chiên xào hoặc nhiều dầu mỡ, bánh kẹo, thực phẩm ngọt, đặc biệt là thực phẩm sử dụng chất làm ngọt nhân tạo, rượu bia hoặc các loại thực phẩm có sử dụng quá nhiều muối. Thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn có chất bảo quản. Và bây giờ phần tiếp theo là ăn gì để phòng ngừa đột quỵ? Câu hỏi thắc mắc của khá nhiều người đúng không ạ? Cùng Diệp tìm hiểu ngay nhé! Sức khỏe tim mạch, cân nặng và đột quỵ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Do đó, những thực phẩm có khả năng giúp chúng ta duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường có thể giúp hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ hiệu quả. Nếu bạn chưa biết nên ăn gì để phòng ngừa đột quỵ, dưới đây là những thực phẩm bạn nên tham khảo và tìm hiểu nhé. Thứ nhất là cá hồi. Cá hồi có hàm lượng axit béo omega 3 cao, giúp kiểm soát huyết áp và giảm cholesterol xấu bên trong cơ thể. Thường xuyên ăn cá hồi có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh cá hồi, bạn có thể dùng thêm một số loại cá béo lành tính khác như là cá trích, cá ngừ hay là cá thu. Thứ hai là các loại rau màu xanh đậm. Vậy những thực phẩm nào để phòng ngừa đột quỵ nên ăn gì? Để trả lời câu hỏi này, bạn nên cân nhắc ưu tiên các loại rau xanh trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Rau xanh ít chất béo và calo nhưng lại giàu chất xơ cũng như các chất dinh dưỡng khác, bao gồm vitamin A, vitamin C, kali và folate. Ăn các loại rau màu xanh đậm có thể giúp kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe tim mạch, giữ cho huyết áp ở mức ổn định và hạn chế nguy cơ đột quỵ. Một số loại rau xanh tốt cho sức khỏe mà bạn có thể lựa chọn bao gồm như là cải xoăn, rau muống hay là rau bi la. Thứ ba là các loại đậu. Nên ưu tiên các loại thực phẩm giàu protein và chất béo. Các loại đậu chẳng hạn như là đậu đen, đậu Hà Lan chính là nguồn cung cấp protein và chất xơ vô cùng dồi dào nhưng lại có hàm lượng chất béo cực kỳ thấp. Do đó, thường xuyên ăn các loại đậu giúp bạn kiểm soát được nguy cơ đột quỵ một cách tốt nhất. Thứ tư là cà chua. Các món ăn có chứa cà chua thường nằm trong danh sách các món ăn phòng ngừa đột quỵ bởi cà chua có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Tắc nghẽn động mạch não. Lycopene có trong cà chua không chỉ là một chất chống ung thư mà còn bảo vệ các tế bào não khỏi sự tổn thương do oxy hóa. Hơn nữa, cà chua còn đóng vai trò giảm huyết áp đối với những người thường xuyên bị huyết áp cao, nguyên nhân dẫn đến đột quỵ hàng đầu hiện nay. Thứ năm là khoai lang. Khoai lang được biết đến như một thực phẩm vàng với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nếu bạn chưa biết ăn gì để chống đột quỵ thì hãy thử chọn khoai lang ngay nhé. Khoai lang có chứa hàm lượng chất xơ cao cũng như là hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ giảm cân, chống ung thư, giảm hình thành cholesterol xấu trong lòng mạch, từ đó ngăn ngừa đột quỵ. Thứ sáu là chuối. Chuối có tốt cho bệnh đột quỵ hay không? Bạn hãy thử ngay chuối với các món ăn từ chuối, bởi chuối xanh có khả năng cải thiện độ nhạy cảm của insulin, giảm huyết áp, duy trì đường huyết ở mức ổn định,
hỗ trợ lưu thông máu, phòng ngừa đột quỵ. Thứ bảy là táo. Một loại trái cây khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não chính là táo. Táo rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng làm giảm mức cholesterol trong cơ thể, hạn chế tích tụ mảng bám trong mạch máu, giúp tăng cường lưu thông máu và oxy. Thường xuyên ăn táo ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ cũng như tỷ lệ phục hồi sau đột quỵ. Thứ 8 là đậu nành. Thêm một loại thực phẩm bạn có thể cân nhắc chính là đậu nành. Đạm đậu nành có khả năng tăng lượng cholesterol tốt cũng như giảm lượng cholesterol xấu trong máu, cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu. Sử dụng 40g đậu nành hoặc các chế phẩm từ đậu nành mỗi ngày trong vòng ít nhất là 1 tháng có thể giúp lượng cholesterol giảm đến 93%, hạn chế nguy cơ đột quỵ. Song song đó, một ly sữa đậu nành còn có thể cung cấp khoảng 20mg isoflavonoid, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào gây ra mảng bám trên thành động mạch, từ đó ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, nguyên nhân chính dẫn đến tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Qua video này, hy vọng bạn đã biết được 8 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ tới nhiều người để cùng biết và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.